Trời ơi, ai dạy con lặt rau vậy vậy? Cải này là cải ngồng, là phải lặt như vậy nè. Hiểu không? Làm theo đi. Trời ơi, có cái lặt cải mà cũng không biết nữa. Dạ, con sẽ chú ý mẹ. Mẹ, có nhặt rau thôi mà. Mẹ làm gì mẹ mẹ phải đong đếm kỹ như vậy? Mày biết cái gì? Trời ơi, gấp rau cái gì mà lộn xộn sà ngầu vậy nè. Xích ra mẹ làm cho coi. Trời ơi, cái gì cũng phải trình bày cho nó đẹp đẽ chứ. Mẹ à, nấu là cũng cho vào mồm mà. Làm gì phải bày vẽ dữ vậy mẹ? Mày thì biết cái gì? Trang trí như vậy nè, nó mới mà bắt con mắt, mới mà ăn mới ngon. Dạ, con biết rồi mẹ. Trời ơi, bưng ngoại đi, nhà tôi thiệt. Có con dâu mà vô phước gì đâu á. Không biết làm cái gì hết trơn trời. Con mời mẹ ăn cơm. Đổ vô bé lạc. Một lần bới á là cơm cúng, hai lần bới á mới là cơm ăn. Dạ. Bé lợi. Mẹ, sao mẹ khắt khe với vợ con quá vậy? Vợ con mới về làm dâu mà. Con không nghe người ta nói hả? Dạy con á thì dạy thở còn thơ, dạy vợ á thì dạy lúc đang sơ mới về. Mày thì biết cái gì? Thôi anh. Dạ con biết rồi mẹ. Ừ. Con trở lại. Dạ chị qua gặp bữa ăn cơm. Mình thân thích trong nhà, đừng khách sáo. Không, ăn nhiệt tình mà. À, mà nói thiệt nha, con dâu chị nó khéo thiệt á. Rồi nó nhặt rau mà sạch, mà nó sắp cái dĩa rau đẹp như nhà hàng luôn vậy đó. Chứ không phải như mấy cái đứa cháu dâu mới nhà mình. Hôm bữa hổm á, tôi tới nhà bà Hạnh hả, trời nó bới tôi cơm, nó bới một lần rồi, cái nhà cơm cúng vậy á. Sao vẫn còn vụng lắm bác ạ, vẫn cần phải hỏi nhiều. À, tôi quên, để tôi ra tôi lấy quà của quê lên cho. Mẹ, có phải là mẹ biết đất hoa sắp lên nên mẹ dạy vợ con đúng không? Đúng. Mẹ thì sao cũng được hết á. Mà họ hàng bên mình á khó khăn lắm. Mẹ không có muốn cho người ta chê con Nguyệt là vụng về. Con dâu của mẹ phải để người ta khen mẹ mới vui trong lòng mẹ. Cảm ơn mẹ.